Xin chào các bạn, mình tên là Leticia và đây là video cho ngày thứ giờ đó ngày đầu tiên của Florentine Fremont Bootcamp. Mình đến từ Pháp mà mình sống ở Nhật Bản 6 năm rồi. Và cho bootcamp này mình sẽ học tiếng Việt. Đây là lần thứ ba mình học tiếng Việt trong thời tắc này. Và lần này mình muốn tập trung cải thiện tiếng Việt của mình để đi chơi Việt Nam năm năm sau có lẽ, vì mình muốn đi Việt Nam, có lẽ đi Sài Gòn vào tháng 5, tháng 6. Vì nghĩa là mùa tốt để đi thăm Việt Nam. Vâng. Và mình sẽ thử học 30 phút mỗi ngày. Vì mình không mơ rõ nếu có thể học một thiên hay 15 phút. Bây giờ vì có rất nhiều sự thay đổi trong trong sinh hoạt của mình. Mình vừa thay đổi công việc. Bây giờ mình đang làm việc tại công ty và làm marketing quảng cáo, và chúc ngày trước mình đã từng làm việc ở tòa thị trình không không liên kết, không có liên mình cũng vừa chuyển nhà từ miền quê Nhật Bản đến thành phố Kyoto và Kyoto là thành phố rất tốt mà có rất nhiều người và rất nhiều rất nhiều thứ mình không quên, vì mình nghĩ có lẽ là thời gian tốt vì là thời gian thay đổi cho mình, có lẽ là thời gian tốt để bắt đầu một bootcamp với mọi người. Và mình học tiếng Việt hai năm rưỡi rồi. Vâng, thì vâng, hy vọng mình có thể nói tiếng Việt một cách tự nhiên và đủ nhẫn để đi chơi năm sau. Vâng, mình rất vui tham gia bất cảm đái và vui tôi cầm cách tặng, và hy vọng mọi người sẽ thành công về ngôn ngữ của mình. Là tất cả cho video này có lẽ hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé, tạm biệt.